Hello, xin chào, chào mừng các bạn đã đến với PC Love và mình là Ngọc Tú. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách thiết kế một poster dạng vintage ở trong Photoshop. Nào, bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Như bạn thấy ở đây thì mình đang có một poster được thiết kế theo phong cách vintage dành cho bộ môn golf, tức là dành cho những người yêu thích chơi golf. Bố cục của poster này thì đang được chia đều dưới hai phần, là một phần là hình và một phần là chữ. Như các bạn thấy thì cái phần hình nó chiếm trọn cái mảng không gian ở bên tay phải đây, và bên này thì chỉ có chữ thôi. Và các chữ này thì dùng hầu hết là những cái phông rất là đơn giản, chủ yếu là để cho người ta dễ đọc, dễ nhìn và có thể đọc được kể cả khi nó ở cái khoảng cách rất là bé. Và bên trên này các bạn có dòng tiêu đề Golf Line Lesson ở đây, với cái ý nghĩa là những bài học rút ra từ việc chơi golf. Nhìn vào poster này thì có lẽ bạn cũng có thể thấy là tại sao chúng ta lại không thiết kế theo một cái phong cách hiện đại mà lại sử dụng một cái phong cách cổ điển như vậy. Thì thật sự là cái phong cách cổ điển này, mặc dù nó đã là một phong cách rất là xưa rồi, nhưng mà vẫn cực kỳ được ưa chuộng cho tới ngày hôm nay. Và nó vẫn là một trong những cái phong cách mà được sử dụng rất là nhiều trong các thiết kế, không chỉ riêng với poster mà bất kỳ sản phẩm nào cũng vậy. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết và thiết kế nhé. Đầu tiên thì các bạn nhấn tổ phím tắt là Ctrl N cho mình để mở cái bảng New Document ra. Trong cái phần size đây mình sẽ đặt về 22 và 34 với đơn vị là cm nhé. Các bạn nhớ đưa vào đơn vị là cm, 22 và 34. 22 là chiều rộng và 34 là chiều cao. Ở đây thì mình đang làm poster theo chiều dọc, thành thử ra là các bạn nhớ tích vào cái phần đây. Còn nếu mà chúng ta làm theo chiều ngang thì chúng ta tích vào đây. Rồi sau đó thì trong phần độ phân giải resolution ở đây thì các bạn đặt về 450 cho mình. Đơn vị là pixel per inch nhé, PPI. Rồi phần color mode chúng ta vẫn để mặc định là RGB color 8 bit. Và mình nhấn vào chữ grid để nó tạo cái khung làm việc. Rồi sau đó thì các bạn gióng cái thước lên cho mình bằng việc chúng ta nhấn tổ phím tắt là Ctrl R để mở cái bảng thước gióng lên như thế này. Tại đây thì các bạn hãy nhấn chuột phải vào và chúng ta chọn đơn vị là inch nhé. Rồi sau đó thì chúng ta truy cập vào view và các bạn chọn new GUI layout cho mình. Trong đây thì các bạn hãy tạo ra một cái khoảng chừa xén, chúng ta tích vào chữ margin này và chúng ta đặt ở đây là 0.45 inch cho mình. Đối với phần top và phần bottom, tức là phần trên và phần dưới, nó chính là cái phần chừa xén mà khi in người ta sẽ cắt nó đi. Chính vì vậy mà chúng ta phải gióng cái thước này để mà khi chúng ta thiết kế thì chúng ta phải cách cái lề ra một khoảng 0.45 inch để tránh khi mà chúng ta thiết kế thì sau khi người ta in ấn nó sẽ bị cắt mất đi. Rồi sau đó thì mình nhấn vào OK này. Các bạn quan sát lại một chút với cái poster của chúng ta. Ở đây thì mình làm vintage, thành thử ra cái nền này nó cũng mang cái nét hoài cổ. Ở đây nó giống như là một cái trang báo cũ vậy. Các bạn hoàn toàn có thể truy cập vào trong Google và chúng ta search cái cụm từ chẳng hạn như là old paper, thì nó sẽ ra cho chúng ta những cái texture. Ở đây thì mình có sẵn một cái nền rồi, thế nên là mình sẽ kéo nó vào đây. Mình truy cập vào file, chọn blending. Mình sẽ kéo cái nền của mình vào đây. Đây chính là cái nền của mình. Rồi chúng ta có thể phóng to, thu nhỏ để tùy chỉnh nó đến các vị trí phù hợp. Mình tích vào đây. Rồi sau đó thì các bạn chú ý ở đây, cái poster này nó khá đơn giản, chủ yếu là có phần text thôi và phần hình. Thì đối với phần text thì mình đầu tiên mình sẽ làm text trước này. Mình sẽ kéo qua một số những cái giá trị như thế này, mình đặt nó vào đây. Với cái này thì các bạn chú ý, như lúc nãy mình đã đặt cái vị trí thước gióng ở đây, thành thử ra là các bạn bắt buộc là phải kéo cái chữ của chúng ta xuống dưới cái thước gióng này. Cái vị trí này chính là cái vị trí mà người ta sẽ cắt nó đi. Thành thử ra nếu chúng ta mà để sát chữ vào như thế này thì lúc họ cắt đi sẽ sát vào chữ quá. Chúng ta phải để chữ thấp hơn cái vị trí cái thước gióng ở đây, như thế này chẳng hạn. Rồi mình căn vào chính giữa này. Cái phần phông ở đây thì các bạn cũng chú ý là đây là một cái poster theo cái dạng là cổ điển, thế nên là cái phông của mình cũng hay sử dụng những cái phông dạng là có chân, đặc biệt là nó có uốn cong nhẹ một chút như thế này thì nó sẽ tạo ra cái cảm giác nó hoài cổ hơn là những cái phông mà nó không có chân, nó sẽ mang cái phong cách nó hơi hiện đại một chút. Mình sẽ tìm một cái hình như thế này. Nó là một cái hình có cái dạng là watercolor, tức là dạng màu nước. Thì tại sao người ta lại sử dụng một cái dạng là màu nước như vậy mà không phải là một cái hình thật? Thì ở đây nó tùy thuộc vào cái mục đích của cái poster của chúng ta thôi. Vì cái poster này mình muốn hướng đến những người người ta yêu thích một chút về nghệ thuật, thành thử ra là mình sẽ làm cho nó theo cái dạng art một chút, tức là nó mang cái hiệu ứng một chút. Thay vì một cái hình người thật thì nó sẽ không mang nặng cái yếu tố nghệ thuật ở đây. Nào, ở đây mình đã chọn sẵn được một cái hình. Cái hình này thì cũng rất đơn giản thôi, các bạn cũng có thể truy cập vào trong Google và chúng ta search một cái cụm từ chẳng hạn như là Goldman's watercolor, thì nó cũng sẽ ra cho chúng ta rất là nhiều những cái hình khác nhau. Và các bạn có thể chọn chẳng hạn những cái hình của mình. Mình chọn nó là một trong cái hình nó hơi giống như kiểu này chẳng hạn này. Đây chính cái hình mà mình đang sử dụng đây. Tại vì cái poster này mình đã làm rồi, thành thử ra mình sẽ không làm lại nó một cách quá kỹ lưỡng nữa, mà ở đây mình sẽ chỉ các bạn cách làm từng bước một thôi. Nào, trở lại với cái poster. Ở đây thì mình sẽ kéo cái hình nó vào. Mình sẽ chọn file này, mình vẫn kéo cái hình vào đây. Đây là cái hình của mình. Bạn chú ý, vì poster của chúng ta đang làm theo dạng là hoài cổ, thành thử ra cái hình của chúng ta không nên để những cái nền nó quá trắng và nó sáng như thế này.
Ở đây thì mình có thể nhân nó lên một lớp này. Với cái hình ở bên dưới này thì mình sẽ đưa chế độ hòa trộn của nó về Multi-Fly để loại bỏ những cái phần màu trắng đi, như thế này. Với cái hình ở bên trên này thì mình sẽ đưa nó về giá trị normal, ở đây là 50%. Cái giá trị này nó không nhất thiết là phải là một cái giá trị mặc định nhé, các bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh nó. Nhưng mình để về 50%, mục đích của mình là để cho cái nền của nó vẫn át lên một chút những cái màu sáng. Nó không quá vàng như thế này nữa, mà nó vẫn có một chút giá trị của cái màu sáng ở đây. Rồi sau đó thì với cái hình này mình cũng sẽ nhân lên một cái nữa này, Ctrl Z. Ở đây mình sẽ đưa về chế độ hòa trộn là Soft Light. Mục đích của mình là để nó giữ lại một chút giá trị về màu. Tại vì khi mà các bạn chọn Soft Light thì nó sẽ hòa trộn màu theo một cái hiệu ứng rất là mềm. Các cái màu nó ăn lên với nhau, nó sáng cái màu gốc lên một chút nhưng mà nó sẽ không quá gắt. Rồi sau đó thì mình sẽ truy cập vào trong Filter. Các bạn hãy chọn Pixelate cho mình và chọn Color Halftone. Trong cái này thì các bạn hãy để cái giá trị mặc định ở đây như của họ như thế này. Sau đó mình nhấn OK này. Rồi mình có thể phóng to lên một chút để các bạn xem. Nó sẽ tạo ra một loạt những cái hạt chấm nhỏ nhỏ đa màu sắc như thế này. Thì đây là một trong những cái hiệu ứng rất là hay, đặc biệt người Mỹ người ta rất là ưa chuộng cái hiệu ứng này, tại vì nó hay áp dụng ở trong các cái bộ tranh comic của họ, đặc biệt là những cái tranh về siêu anh hùng. Nếu các bạn nào hay xem thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có những cái hiệu ứng hạt nhỏ nhỏ như thế này đấy. Rồi và phần hình thì cơ bản là như vậy. Sau đó thì mình có thể group cả ba cái hình này lại bằng phím tắt là Ctrl G này. Rồi sau đó thì mình ở đây mình sẽ đưa cái chữ lên trên này. Nào bây giờ thì mình sẽ viết text vào đây trước, sau đó thì mình sẽ tùy chỉnh cái phần background thừa này sau. Các bạn để ý ở phần text ở đây thì nó có hai phần, một là cái phần chỉ mục ở đây, tức là đánh số từ 1 đến 15 này, tức là ở đây nó có 15 cái dòng chữ. Và phần thứ hai là phần text. Phần text này thì khá là đơn giản vì mình đã làm rồi, thế nên đây ở đây mình sẽ chỉ copy lại thôi. Cách làm của cái phần này cũng rất là đơn giản thôi. Đầu tiên thì các bạn chỉ cần tạo ra một cái hình tròn bằng shape như thế này chẳng hạn. Chúng ta kích vào đây, chọn cái công cụ là Eclipse Shell Tool nha. Và chúng ta vẽ vào đây một cái hình này, chúng ta giữ phím Shift và phím Alt+, vẽ vào đây một cái hình tròn nó như thế này. Hãy ước chừng cái khoảng cách và cái độ lớn của nó nhé. Sau đó thì gõ cái số 1 lên trên và đặt nó vào chính giữa. Chỉ có đơn giản như vậy thôi. Vì cái poster này nó không quá phức tạp, thành thế là mình sẽ không làm nó một cách quá chi tiết nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ copy cái dòng text này sang cái poster bên kia nhé. Ở đây mình đã gộp các cái group của text lại với nhau, nó như thế này. Trong khi làm thì các bạn hãy cố gắng làm sao để mà group nó lại một cách gọn gàng nhất, để mà sau này chúng ta có tùy chỉnh lại thì nó cũng sẽ rất là dễ dàng thôi. Là mình sẽ duplicate phần này sang này. Chúng ta chọn vào cái layer mà chúng ta vừa tạo ở đây của mình, đó là United 1. Nào đây nhá. OK này. Thì tự động nó sẽ paste sang đây cho chúng ta như thế này. Rồi với cái phần chữ này cũng vậy. Cái chữ này thì nó là cái font Times New Roman, một cái font rất là phổ biến rồi. Thành thế là mình sẽ không giải thích thêm nữa. Là mình cũng sẽ duplicate nó sang này. OK này. Ở đây các bạn để ý này, với cái poster cũ ở đây, cái phần text ở đây nó có thêm một chút nữa, đó là nó có cái phần một cái lớp stroke bên ngoài để mà tạo ra cái viền cho cái dòng chữ này, cho nó cảm giác nó nổi bật hơn ở trên cái nền poster. Thì bây giờ chúng ta cũng làm tương tự như vậy thôi. Với cái dòng text ở đây thì mình sẽ nhân lên một cái này, Ctrl Z. Sau đó mình sẽ nhấn tổ phím là tắt là Ctrl E nhé, để gộp nó lại thành một cái hình ảnh ở trên. Sau đó thì các bạn hãy giữ phím Ctrl cho mình và chúng ta kích vào cái layer một cái. Thì tự động nó sẽ tạo ra cái vùng chọn cho chúng ta. Sau đó thì các bạn truy cập vào Select, chúng ta chọn Modify và chọn Expand để mở rộng cái vùng chọn một chút. Ở đây mình sẽ đặt cái vùng chọn nó rơi vào cỡ khoảng 8 thôi. Mình nhấn OK. Và sau đó thì mình sẽ nhấn vào đây tổ phím tắt là Ctrl Backspace hoặc là Ctrl Delete cũng được. Thì tự động nó sẽ tạo ra một cái file, nó lấp đầy những cái vùng chọn của chúng ta như thế này. Sau đó thì mình sẽ kéo cái file này xuống dưới cái file text của mình. File text của mình ở bên trên nhé. Cái file này nó ở bên dưới. Sau đó thì các bạn cái chuột phải vào đây, chúng ta chọn bảng Blending Option cho mình. Trong cái phần này mình sẽ đục nó xuống. Ở đây mình sẽ giảm hết giá trị Opacity đi. Và chúng ta đưa cái giá trị Knockout này về Deep. OK. Tại vì hiện tại là cái layer background của mình nó đang là cái layer màu trắng ở đây, thành thứ ra nó sẽ ăn lên cái phần chỗ này nó có màu trắng. Nhưng mà ở đây vì mình muốn nó ăn lên cái màu vàng, nó như là cái nền ở đây, thành thứ ra là cái mình sẽ đưa cái layer United 1 của mình về dạng background. Mình sẽ giữ phím Shift này và mình chọn cả layer background. Sau đó mình nhấn tổ phím tắt là Ctrl E để nó group lại. Thì tự động là cái dòng chữ của chúng ta nó sẽ ăn xuống cái layer background như thế này. Nó sẽ hiện lên cái màu vàng của giấy cũ. Về phần text cơ bản như vậy là đã xong. Các bạn lưu ý một chút là khi mà chúng ta sắp xếp chữ thì chúng ta hay cố gắng làm sao để cho nó cân đối một chút. Chẳng hạn như ở đây các bạn ý này, cái phần text của mình nó bao giờ nó cũng căn ra khoảng giữa của bức hình. Nó chỉ đến đây thôi, tức là nó căn chính giữa của bức hình thì nó dừng lại, chứ nó không ăn quá nhiều sang phần hình nhé. Và cái thứ hai là các cái khoảng cách giữa các cái dòng chữ các bạn cũng phải làm sao để căn chỉnh cho nó
cân bằng nhất, tức là khoảng cách giữa các dòng nó bằng nhau, nó không quá lệch. Nếu mà dòng text của chúng ta nó có quá nhiều chữ thì các bạn hãy cố gắng là ngắt dòng cho nó phù hợp nhé. Đối với dòng text ở dưới thì các bạn cũng chú ý là không để cho nó ăn sát ra ngoài cái thước gióng nhé. Mình sẽ nhấn tổ phím tắt là Ctrl H để bỏ cái thước gióng đi. Với cái phần hình, ở đây mình sẽ xem lại cái poster cũ này. Các bạn để ý này, cái phần hình ở đây thì nó cũng khá là đơn giản, chỉ có một vài những cái yếu tố nhỏ như thế này. Thứ nhất đó là cái phần xung quanh ở đây nó bị tẩy mờ đi này. Thứ hai là những cái phần trung tâm, những cái phần dính lên người ở đây nó có ăn thêm một vài những cái hiệu ứng, tức là nó giống như kiểu là một vài những cái vết sơn nó đổ lên người vậy. Có một cái cảm giác nó nghệ thuật hơn một xíu thôi, chứ cũng không có gì là phức tạp cả, như thế này thôi. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại này. Ở đây mình sẽ tạo một cái mask cho nó, mình kích vào đây. Rồi sau đó mình sẽ sử dụng công cụ là brush. Rồi trong brush ở đây các bạn hãy chọn đến cái brush mặc định của nó, là cái brush dạng tròn như thế này. Chúng ta đưa hardness về 0%, tức là độ mềm là về 0% nhé. Mình sẽ phóng to lên một chút này. Với cái phần opacity và flow đây mình sẽ giảm thấp thêm một chút, đừng để cao quá để tránh nó bị cứng quá. Với cái phần màu đây mình sẽ đưa về màu đen, tức là dạng tẩy đi, màu trắng lấy lại, màu đen là xóa đi. Nào, mình sẽ xóa vào đây, xóa nhẹ nhẹ vào đây như thế này, để nó xóa vỡ những cái phần background thừa đi. Mục đích của mình là để cho nó nổi cái nền vintage hơn, và cái dòng text ở đây này nó cũng sẽ nổi bật hơn. Nếu mà các bạn cảm thấy cái nét của chúng ta nó cứng quá thì chúng ta có thể giảm opacity hoặc là flow xuống một chút, thấp thì cũng được, để làm cho nó mịn hơn. Và chúng ta cũng có thể thu phóng cái nét brush ra tùy ý. Ở khoảng cách càng xa như thế này thì cái nét brush của chúng ta nên càng to thì nó sẽ ăn sâu vào trong hơn. Còn khi ở gần thì cái nét brush của chúng ta hãy nhỏ lại một chút để tránh nó ăn vào trong mẫu quá nhiều, nó sẽ bị xấu. Mình sẽ chỉ tẩy một phần thôi nhé, các bạn chú ý mình không tẩy hết sang cả bên đây nhé. Tại vì bên đây là phần hình, nó sẽ mang cái chiều hướng là từ mờ dần sang nét dần và đưa về 100%, thay vì chúng ta tẩy và chỉ nói ở mỗi giữa. Thì mục đích của mình là như vậy, thế nên là mình sẽ chỉ tẩy nhiều ở những cái phần bên trái này thôi. Rồi đối với những cái phần mà các bạn tẩy nó hơi mạnh vào trong thì chúng ta có thể lấy lại bằng cách là chúng ta đảo ngược cái giá trị màu đây từ đen thành trắng. Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ vào những cái phần mà chúng ta muốn lấy lại thì nó sẽ tự động nó sẽ lấy lại cho chúng ta. Đây đều là những cái kiến thức rất là cơ bản ở trong Photoshop thôi, cũng không có gì quá là phức tạp cả. Thành thử ra là các bạn chỉ cần cố gắng là làm cho nó tỉ mỉ một chút thì tự nhiên là nó sẽ đẹp thôi, chứ không có gì phức tạp ở đây cả. Để làm cho linh hoạt hơn thì các bạn có thể nhấn phím X ở trên bàn phím để nó đảo ngược trực tiếp hai cái vùng màu như thế này. Khi mà chúng ta kích vào màu đen thì chúng ta xóa đi, và khi mà chúng ta chọn về màu trắng thì chúng ta sẽ lấy lại. Rồi, bước cơ bản phần 1 như vậy là đã xong. Phần thứ hai các bạn chú ý, như lúc nãy mình đã nói thì bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm một chút những cái hiệu ứng, những cái dạng hạt như là bụi, những cái vết xước hay là những cái vết mực nó đổ lên vậy, để tạo ra cảm giác nó nghệ thuật hơn một chút. Ở đây thì mình sẽ không làm với một cái màu đặc biệt nào đó, mà mình sẽ sử dụng ngay chính cái nền này thôi. Mình sẽ nhân cái background lên một lớp này, Ctrl Z này, mình đưa lên trên cái hình của chúng ta như thế này để nó phủ lấp đi. Sau đó thì mình sẽ giữ phím Alt Tab trên bàn phím và mình kích vào cái biểu tượng mask này một cái này thì nó sẽ tạo ra cái mask đen. Rồi, sau đó mình sẽ kích chuột phải ở màn hình. Với công cụ brush ở đây mình sẽ chọn một cái brush chẳng hạn như là trong cái Dry Media Brush. Đây là một cái brush dạng mặc định trong Photoshop nhé. Thì chúng ta sẽ ở đây mình sẽ chọn cái Clear Bonus Chunky Circle này. Đây là một cái brush cũng khá là hay, nó sẽ tạo cho chúng ta những cái hạt chấm. Là mình sẽ đưa cái màu này về dạng là màu trắng này. Ở đây mình sẽ đưa opacity và flow về thấp một chút thôi để làm từ từ đã. Rồi chúng ta sẽ kích vào đây một cái này để xem cái hiệu ứng của nó sẽ như thế nào. Các bạn ý này, với những cái brush như thế này thì nó sẽ tạo ra những cái hạt nó hơi mờ mờ như thế này. Mình sẽ tẩy nhẹ vào đây một chút này. Nếu mà chỗ nào chúng ta tẩy nó mạnh quá thì nát, chúng ta sẽ lại xóa đi. Các bạn cứ tẩy từ từ thôi. Các bạn hãy nhấp click từng cú một thôi nhé. Các bạn đừng kéo như thế này, nó sẽ tạo ra một cái vệt dài như này, nhìn nó sẽ rất là thô. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể sử dụng những cái dạng brush khác nữa, không nhất thiết là cứ phải một cái này nhé. Chúng ta hãy thử sử dụng qua một vài những cái. Hiện tại ở đây thì mình đang sử dụng một số những cái brush dạng mặc định thôi. Còn các bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh thêm bằng cách là tải thêm những cái brush dạng xước, dạng mực đỏ ở trên mạng có rất là nhiều. Rồi nếu mà các bạn cảm thấy cái phần brush mà mình đổ ở đây nó hơi dày quá thì chúng ta cũng có thể xóa đi và chúng ta cũng sử dụng trực tiếp cái brush này thôi. Các bạn lại đảo ngược lại màu này, sau đó mình tẩy vào đây. Chúng ta có thể giảm opacity để nó tẩy đi, nhưng mà nó tẩy không quá mạnh. Và nếu bạn nào muốn đẹp hơn thì chúng ta có thể tùy chỉnh thêm màu sắc một chút. Chẳng hạn như cái màu này mình sẽ đưa nó về cái màu vàng một chút, nó nổi hơn một xíu như thế này. Mình sẽ tạo mới một cái layer này. Ở đây mình sẽ vẽ thêm vào
thay vì là mình xóa đi này. Mình sẽ vẽ thêm đây một vài những cái hạt, nó có những cái màu vàng vàng một chút để tạo ra cảm giác nó điểm nhấn hơn một xíu. Và mình cũng có thể phóng to thu nhỏ nó lên, nhân lên một lớp này cho nó dày hơn một xíu này. Ctrl E gộp nó lại này. Đến bước này thì gần như là đã hoàn thiện cái poster rồi. Tuy nhiên là các bạn hoàn toàn có thể tinh chỉnh sâu hơn một chút về màu sắc này, độ sắc nét của poster. Nào, chẳng hạn như ở đây mình sẽ sử dụng thêm một cái curve nữa để chỉnh thêm một chút về ánh sáng và màu sắc cho nó. Mình sẽ giảm cái phần này xuống một chút tại vì mình thấy cái poster của mình hơi sáng. Phần tối mình sẽ giảm xuống một xíu này. Với công cụ Blue ở đây thì mình sẽ kéo giảm cái phần này xuống một chút để nó tạo ra cái màu vintage nó mạnh hơn, để cho cái phần sáng nó ăn cái tông vàng vào nhiều hơn và nó sẽ tạo ra cái màu vintage nhiều hơn. Phần tối chúng ta kéo tăng lên một xíu để nó ăn cái màu xanh vào những cái phần shadow thì nó sẽ tạo ra cái hướng vintage nó nhiều hơn. Về phần thiết kế thì cơ bản như vậy là đã xong. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xuất file nhé. Các bạn nhấn tổ phím tắt là Ctrl Shift S cho mình. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái đường lưu. Ở đây mình sẽ lưu trực tiếp ra một cái ổ thôi. Mình sẽ đặt tên ở đây là poster này. Rồi sau đó thì mình sẽ xuất file JPEG cho nó. Mình sẽ nhấn tổ phím Ctrl Shift S một lần nữa này. Mình sẽ chọn định dạng ở đây là JPG nhé. Rồi mình save nó lại này. Ở đây mình sẽ chọn chất lượng cao nhất là 12. Tuy nhiên là các bạn ý là cái kích thước này nó sẽ rất là lớn, thành thử ra là hãy xuất tùy thuộc vào cấu hình máy tính của bạn nhé. Thông thường thì các bạn cứ để chất lượng từ 10 đến 12 là ok. Sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ mở cái file mockup đây. Chẳng hạn như đây mình có một cái mockup mà nãy mình đã xuất sẵn rồi. Thì cái mockup này mình đã tạo sẵn cho các bạn với cái kích thước nó đã được set kỹ rồi. Tuy nhiên là với poster thì các bạn có thể tinh chỉnh sâu hơn một chút là cái phần dưới này, như mình đã nói là cái phần chỗ này, đó là cái phần chừa xén. Thành thử ra là khi mà các bạn xuất lên thì các bạn cũng có thể kéo cho cái poster chúng ta nó dài hơn một chút để cho cảm giác là hai cái đầu này nó fit và nó gần hơn với cái file mà khi người ta in. Nào mình sẽ kích đuốc vào đây. Trong cái file này, nào mình sẽ kéo cái poster mà mình vừa mới xuất vào đây. Với link này, đây chính là file poster mà mình vừa mới xuất ra. Mình sẽ kéo nó vào đây. Chúng ta kéo fit bốn góc lại với nhau như thế này. Kéo fit bốn góc nhá. Rồi sau đó thì các bạn tích vào đây. Chúng ta nhấn tổ phím tắt là Ctrl S để lưu lại. Rồi sau đó thì các bạn có thể quay trở lại với file mockup. Thì đây chính là cái file mockup của chúng ta sau khi mà chúng ta tinh chỉnh lại. Các bạn có thể xem cái kết quả ban đầu này. Đây là cái file lúc trước của mình và đây là cái file mà mình vừa mới thiết kế này. Đó, thì nó sẽ đưa vào một cái mockup như thế này. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục xuất ra một cái file JPEG với cái dạng mockup như thế này. Mình sẽ xếp lại và lưu đè lên cái file cũ của mình. Các bạn cảm thấy video thế nào? Hãy comment xuống phía dưới để cho mình biết ý kiến nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ mình cũng như là xem nhiều video hơn nhé. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhé. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhé.